độc nhất vô nhị miền Tây, nhìn là mê, sờ là thích. Loài nhãn tím độc nhất ở Sóc Trăng khiến ai nhìn thấy một lần cũng mê và phải sờ vào cho bằng được, coi nhãn giả hay là nhãn thật, và khi đã thấy thật thì thích luôn, không thể rời. Loài nhãn độc nhất vô nhị này xuất hiện trong vườn nhà ông Trần Văn Huy, ngụ ấp Phong Thạnh, xã Phong Nẫm, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng. Ông Huy cho biết, cách đây khoảng 17 năm, trong quá trình chăm sóc vườn nhãn lông, nhãn trắng, thì bất ngờ phát hiện một nhánh nhãn màu tím. Đoán nhãn bị đột biến, ông Huy cắt nhánh nhãn này, mang đi trồng và kết quả, cây sinh trưởng và cho trái nhãn màu tím rất đẹp. Biết trời ban cho giống nhãn quý, ông Bảy Huy liền chiết ra nhiều nhánh đem trồng quanh nhà. Năm 2012, ông Huy mang loại nhãn quý hiếm của mình đi trưng bày tại lễ hội sông nước miệt vườn diễn ra tại Sóc Trăng, khiến nhiều người cảm thấy rất thích thú. Từ đây, tiếng tăm của loại nhãn này lan rộng ra khắp nơi, có người ở Đồng Nai, Bến Tre hay tận Hà Nội, thậm chí du khách từ Đài Loan, Thái Lan cũng tìm đến nhà ông Huy để thăm vườn nhãn tím và hỏi mua cành về trồng. Anh Trung Thành Trọng cho biết, lần đầu tôi thấy cây nhãn có màu tím độc đáo như thế này. Bề ngoài nó rất đẹp, ăn vào có vị như các giống nhãn bình thường khác. Ông Huy bán 100.000 đồng trên 1 ký nhãn tím tại vườn. Theo ngành chức năng địa phương khuyến cáo, người dân không nên trồng ồ ạt nhãn tím. Việc phát triển diện tích cây nhãn tím sẽ được mở rộng khi nắm bắt chính xác nhu cầu của thị trường và tránh ồ ạt, cung vượt quá cầu. Hiện nay, Viện Cây Ăn Quả miền Nam đã mang cây nhãn tím về nghiên cứu để sớm xác định được các đặc tính, quá trình sinh trưởng của cây và đặt tên cho cây theo khoa học. Nhà nổi trên cọc tre. Những nhà hàng nổi thơ mộng ở Đầm Chuồng, Thừa Thiên Huế đang trở thành điểm đến hấp dẫn của du khách gần xa. Nhưng ít ai biết, công trình sư của các công trình này là một người đàn ông chỉ học hết lớp 6. Khu phố nổi trên cọc tre. Cả một vùng rộng lớn ở Đầm Chuồng thuộc hệ đầm phá Tam Giang, xã Phú An, huyện Phú Vang, Thừa Thiên Huế, giang mắt bằng những ô sò náo dệt nên một bức tranh thủy mặc thi vị giữa mênh mông sông nước ấy, giờ mọc lên hàng chục nhà hàng như một khu phố nổi. Có dịp ngồi ở các nhà hàng nổi này mà đón làn gió mát lồng lộng từ đầm phá, ăn các món đặc sản của hệ sinh thái nước lợ lợ lớn nhất Đông Nam Á thì thật tuyệt vời. Từ thành phố Huế, mất khoảng 20 phút đi ô tô là có thể đặt chân đến Đầm Chuồng. Khi khách đến bến, các chủ thuyền nhôm liền nổ máy luồn lách xuyên qua những trận đồ nò sáo giăng mắt để ra nhà hàng. Hệ thống nhà hàng được làm toàn bằng tre, có cổng chào, bậc tam cấp, hệ thống đường dẫn bằng cầu tre thơ mộng, tạo nên khung cảnh nên thơ giữa vùng mênh mông sông nước. Mỗi nhà hàng có quy mô hàng trăm mét vuông, sức chứa lên tới hàng trăm người. Những cột tre được đón xuống đáy đầm phá rồi dàn chéo vững chãi để làm khung chịu lực, và trên đọt tre, người Huế gọi ngọn cây là đọt, cao từ 5 đến 7 mét so với mặt nước, là hệ thống nhà hàng nổi với hệ dàn sàn khối khung nhà, cấu kết cột kèo được liên kết bằng tre. Công trình sư lớp 6. Thật khó tin khi những nhà hàng ở đây đều do một người đàn ông chỉ học hết lớp 6 thực hiện. Lê Văn Hiệp, 46 tuổi, ở thôn Tái Định Cư Phú An, xã Phú An, ông Hiệp kể nghề làm tre ở đây không ai dạy ai, chỉ từ nhu cầu cuộc sống mà sinh ra nghề. Khởi nguyên từ một biến cố thiên tai xảy ra hồi năm 1985, cơn bão lịch sử Cici, Việt Nam gọi là bão số 8, đã làm thay đổi hoàn toàn đời sống của cư dân vùng đầm phá Tam Giang. Ở thời điểm đó, Cici được xem là cơn bão lớn nhất trong vòng 100 năm trở lại. Do đời sống người dân tạm bợ trên đầm phá, cơn bão đã dễ dàng nhấn chìm và làm tan tác hàng trăm ghe thuyền, cuốn trôi tài sản và khiến hàng trăm người chết. Sau cơn bão, chính quyền tỉnh Bình Trị Thiên lúc bấy giờ đã đưa ra chính sách tái định cư lên bờ đối với cư dân vạn đò thủy diện phá Tam Giang. Gia đình ông Hiệp là một trong số những hộ như thế và chuyển lên khu tái định cư Phú An bây giờ. Khi mới lên bờ, cuộc sống khó khăn nên không ai có đủ tiền xây nhà kiên cố. Mỗi gia đình chỉ dựng một nhà chồ bằng tre trên mảnh đất được cấp. Dần dà với kinh nghiệm dùng tre đan thuyền nan, thuyền thúng, giăng nò sáo làm mui thuyền, những cư dân thủy diện đã phát triển thành nghề làm nhà chồ trên vùng đầm phá.
Cơ duyên đến với nghề thợ tre của công trình sư Hiệp cũng rất tình cờ. Thời điểm trước năm 1980, vùng đầm phá Thừa Thiên Huế có hàng ngàn cư dân sinh sống chủ yếu bằng nghề đánh bắt tôm cá trên đầm phá Tam Giang. Học hết lớp 6, do điều kiện kinh tế khó khăn nên mình phải nghỉ học để phụ giúp gia đình bằng nghề đánh bắt tôm cá trên đầm phá. Năm 26 tuổi, sau khi lập gia đình, mình được cha mẹ cho tách hộ ra ở riêng và tự tay dựng căn nhà chồ để ở. Được người bác ruột hướng dẫn, mình mới bắt đầu biết đến nghề thợ tre, ông Hiệp nhớ lại. Ban đầu, với ngôi nhà ra ở riêng, ông Hiệp thậm chí còn chưa biết khúc thắt mối nắt để buộc cho chặt những kết cấu tre lại với nhau. Được người bác ruột tên là Lê Bình, một cao niên nhiều kinh nghiệm về nghề tre trong làng dạy bảo, cuối cùng ông đã hoàn tất công trình mơ ước và nghề tre đã gắn liền với ông từ đó. Đắc hàng làm nghề tre. Khi chúng tôi về Phú An tìm gặp ông Hiệp cũng là lúc công trình sư này đang nhận làm mới lại công trình cho nhà hàng Đầm Chuồng, Hội Quán. Công trình có tổng diện tích sàn hơn 500 m², nên ông phải huy động hầu hết những người thợ tre trong làng đến làm công. Từ xa đã bắt gặp cảnh nhộn nhịp vận chuyển tre, chẻ tre làm vật liệu. Càng vào sâu trong thôn, khung cảnh càng nhộn nhịp với hàng chục người thợ trần mình giữa cái nắng chang chang để đan bện cho những tác phẩm tre phục vụ cho việc thi công nhà hàng. Khác với trí tưởng tượng về một người chỉ huy công trình, chỉ đứng quan sát chỉ đạo làm thợ thầy, ông Hiệp cũng áo quần lao động, ngồi giữa đám thợ cưa, cắt, đan, bện. Chúng tôi hỏi, là một công trình nhà hàng tới hàng trăm mét vuông, chắc ông cũng kiếm được nhiều tiền lắm. Ông nhoẻn miệng cười, làm chi có, tụi tôi chỉ làm công, làm ngày nào tính tiền ngày ấy. Hóa ra, dù đảm trách tất cả các công đoạn từ mẫu mã, thiết kế, thi công, trang trí, hoa văn, họa tiết, nhưng ông không nhận khoán công trình mà chỉ làm công, với mức thu nhập cũng bằng với tất cả những người thợ khác, mỗi ngày 250.000 đồng. Anh thấy đó, người làng nước với nhau, họ cần thì mình làm thôi, thầu khoán chi. Ông Hiệp lý giải rồi khoe thêm, năm vừa rồi, nhóm thợ 9 người của ông làm xong ngôi chùa tre cho chùa Nga Hoàng, thôn Hợp Châu, Tam Đảo, Vĩnh Phúc. Ngôi chùa được làm hoàn toàn bằng tre rộng 18 m, dài 32 m, thực hiện ròng rã hơn 3 tháng. Đại Đức Thích Tam Toàn, trụ trì ngôi chùa này đã tìm về tận Phú An sau khi nghe tiếng công trình sư dựng nhà hàng nổi trên đầm chuồng, khảo sát kỹ rồi mời nhóm thợ ra Vĩnh Phúc. Mới đây nhất, ông Hiệp đã về làm một nhà hàng tre cho chủ đầu tư trên đầm Lập An, thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc, Thừa Thiên Huế. Công trình sư Lê Văn Hiệp còn có niềm đam mê sáng tạo đặc biệt với tre, những mẫu mã, hoa văn, họa tiết trang trí, đèn, cổng chào, cầu tre do ông sáng tạo đã làm nên nét duyên dáng cho các nhà hàng nổi chùa tre. Ở nhà, ông lưu giữ tác phẩm chùa lên mộ bằng tre cùng chiếc hộp tộ, một loại bàn thấp dành cho người ngồi bệt uống trà do ông làm từ những ngày đầu bắt tay sáng tạo với tre. Đó là những kỷ vật ông rất quý, ai mua bao nhiêu cũng không bán. Dường như với người đàn ông mới học đến lớp 6 này, tre là niềm khám phá không giới hạn chưa bao giờ ngưng nghỉ.